Xanh quơ lá nhỏ Bình Định anh em. Xanh quơ lá nhỏ Bình Định. Cây khá già. Tây hết nhồm kẽm nục nạc luôn anh em. Cây khá duyên. Dạng tay dạng chân. Chụp tay nục nục luôn. Hết nhồm hết kẽm anh em. Xanh quơ lá nhỏ Bình Định. Cây quá già, ôm hai lớp chậu này. Chậu phú bì ở trong là 40, chậu phú bì ngoài là 47. Chậu phú bì ở bên trong là 40, bên ngoài là 47. Cây cao 66, tàn dài 50-40. Chậu trong phú bì 40, ở ngoài là 47. Cây cao 66, tàn dài 60-50. 60-50. Tàn dài 60-50. Cây cao 66. Chậu bên trong là 40. Chậu ngoài là 47. Vành thân ở giữa này. Đoạn ở giữa này là 27 nha. Đoạn này 27. Đoạn này 27. Chục. Già nấu sấy luôn. Chục. Dạng tay lọn lọn luôn. Dạng tay nục nạc hết dông hết kém anh em. Cái này chỉ về việc chơi thôi. Tay quá già. Chậu phủ bì bên trong 40. Ngoài 47. Cây cao 66. Tàn dài 60-50. Cây quá duyên dáng. Trục dàn tay. Già nút nạt luôn. Rồi. Cây này hai người bơ nha anh em. Hai người bơ về luôn. Rồi, ok.